mình là Huy. Sau video mình giới thiệu tới các bạn cây baton dài nhất thế giới, mỗi bên thân baton dài 90 cm, thì sau đây mình sẽ giới thiệu tới các bạn cây baton dài thứ hai thế giới. Nói vui vậy thôi, tuy nhiên các bạn sẽ khá là bất ngờ và các bạn cũng cảm thấy là các bạn có thể sử dụng được nó một cách dễ dàng, bởi vì sản phẩm này có bán khá nhiều. Đây, trên tay mình đây là cây baton mình cho là dài thứ hai thế giới, bởi vì là nó được thiết kế ghép lại bởi hai cây baton dài 26 inch, có nghĩa là 65 cm. Đó, và mình đang cầm nó trên tay như thế này, và khi mình phát ra nó phát ra như thế này thì mình có cây baton dài như thế này. Ok, với cái kích thước dài như thế này, nó không phải là dài quá như cái cây baton mình giới thiệu trong cái clip mình đã đăng. Tuy không quá dài, tuy nhiên nó có thể giúp chúng ta nối dài khoảng cách để chiến đấu, chẳng hạn để đánh như thế này, nó hơn hẳn cái việc cầm thế này mà đánh ra một cây baton thông thường, đúng không ạ? Thế thì chúng ta cầm tận ở chỗ này, chúng ta đánh ra những con đánh xa, thậm chí là đâm trọng, đỡ lại và đánh ra, thì nó khá là hợp lý mà nó nhẹ hơn cây baton mà mình giới thiệu ở clip trước khá là nhiều. Và cây này thì mình cảm thấy là nó vừa tay. Đó, cây này nếu như mà nói về tính cơ động và sử dụng được phổ thông thì mình thấy cây này khá là ok. Nhưng mọi người hay gọi một cây baton và cây gậy 3 khúc, tuy nhiên thì đây mình thấy đây là cây gậy 6 khúc chứ không phải 3 khúc nữa. Được không nào? Đó, anh em xem gần. Đó, và cái độ dài của nó khi mình đặt xuống dưới chân, nó chỉ gần lên đến vai mình thôi, nó chỉ thế này thôi, không quá dài. Đó, không quá dài và chúng ta có thể sử dụng nó một cách linh hoạt. Đánh này khá là linh hoạt, thậm chí chúng ta cầm ở đây vẫn không cảm thấy nó quá nặng nề mà chúng ta vẫn có thể ra được một đòn khá là xa, đánh được một đòn xa. Mà các bạn biết rồi đấy, cái gậy baton, cái thép của nó khá là tốt, nên là cái việc khả năng đánh là rất tốt, đó, khá là ok, đó. Đấy, mình vừa giới thiệu cho các bạn cây baton dài thứ hai thế giới nhá. Nghe thì có vẻ hơi tấu hài, hơi vui, tuy nhiên theo mình biết thì nó là dài thứ hai thế giới đấy. Đó, cây này thì các bạn cũng có thể là tập múa quanh người hoặc là tập loan bằng gậy xoay tròn thế này, khá là ok, mà cầm rất là ok, rất là vừa tay. Đó, cảm ơn anh em đã xem clip, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.